Giáo hội Công giáo Nam Hàn quyết định đình chỉ tất cả các thánh lễ trên toàn lãnh thổ. Trong một diễn biến thật đau lòng, Giáo hội Công giáo Nam Hàn đã quyết định đình chỉ tất cả các thánh lễ có giáo dân tham dự trên cả nước. Đây là quyết định đầu tiên như thế trong lịch sử 236 năm của giáo hội nhằm hợp tác với chính phủ trong nỗ lực chống lại sự lây lan của coronavirus. Hội đồng giám mục Nam Hàn, gọi tắt là CBCK, cho biết quyết định này có hiệu lực tại tất cả 16 giáo phận và tổng giáo phận từ thứ Năm 27 tháng 2 cho đến khi có lệnh mới. Một tuần trước đó, giáo phận Đại Khẩu, tiếng Hàn gọi là Daeju, cách Hán Thành khoảng 300 cây số về phía đông nam là tâm chấn bùng phát COVID-19, đã đình chỉ các thánh lễ ở 40 giáo xứ trong tổng số 162 giáo xứ của giáo phận này. Giáo phận Andong, tiếng Hàn là Andong, cách Hán Thành 191 cây số về phía đông nam cũng đình chỉ các thánh lễ tại 12 giáo xứ trong tổng số 40 giáo xứ của mình. Đây là lần đầu tiên Giáo hội Công giáo ở Nam Hàn ngừng tổ chức thánh lễ kể từ năm 1784 khi đạo Công giáo đến với quốc gia này qua lễ rửa tội của Thánh Lý Thừa Huân Ji Seong-hun, vị tử đạo tiên khởi của Hàn Quốc. Số người Công giáo nhiễm coronavirus cho đến nay là 30 người. Đó là những người Công giáo gần đây đã thực hiện một chuyến hành hương đến Israel từ ngày 8 đến 15 tháng 2. Hầu hết các anh chị em này là giáo dân ngụ ở phía bắc tỉnh Khánh Thượng, bao quanh thành phố bị nhiễm virus Daeju. Tổng giáo phận Hán Thành đã quyết định ngừng tổ chức các thánh lễ từ thứ tư lễ tro, giải thích với các linh mục trong tổng giáo phận về quyết định này. Trong thánh lễ cầu cho quốc thái dân an tổ chức hôm thứ Ba 25 tháng 2 tại nhà thờ chính tòa Mân Đông, Đức Hồng Y Andre Lim Chu Chính cho biết các giám mục Nam Hàn đồng ý với Tổng thống Văn Tại Dần. Theo đó, dịch bệnh cần phải được quyết liệt chống trả ngay từ đầu. Vấn đề, theo Tổng thống, không chỉ là sức khỏe và tính mạng của người dân là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa, đó là vận mệnh của một quốc gia khi đứng trước một trận dịch mà đến nay vẫn chưa ai hình dung ra được nguyên nhân thực sự, cũng như tác hại và quy mô của nó. Cho đến nay, Nam Hàn vẫn được coi là một quốc gia trong thời chiến. Theo niên giám tòa thánh, vào năm 2018, trong tổng số 53 triệu dân, Nam Hàn có 5.866.510 người Công giáo, chiếm tỷ lệ 11,1% dân số, sinh hoạt trong 1.747 giáo xứ và 729 cứ điểm truyền giáo. Tính đến sáng thứ Sáu 27 tháng 2, Nam Hàn đã báo cáo có đến 1.595 trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus, bao gồm 12 trường hợp tử vong. Như thế, chỉ trong thứ tư lễ tro đã có thêm 334 trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Nam Hàn giải thích lý do của sự gia tăng đột biến như thế là vì họ bắt đầu cuộc kiểm tra khoảng 210.000 các tín hữu của giáo phái Shincheonji. Trong 334 trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus trong ngày thứ tư lễ tro, 307 trường hợp là tại Daeju, tâm chấn của sự bùng phát dịch bệnh, và 4 trường hợp là ở phía bắc tỉnh Khánh Thượng. Trong khi đó, Giáo hội Tin lành cũng đang tiến tới thu hẹp quy mô hoặc tạm dừng các cuộc tụ họp vào Chủ nhật để tham gia vào nỗ lực toàn quốc nhằm ngăn ngừa nhiễm trùng coronavirus. Họ không buộc phải làm như thế vì thực ra đến nay, Nam Hàn vẫn không cấm các cuộc tụ họp đông người. Nhiều người Nam Hàn khi cần mua sắm thường đến các siêu thị vì họ tin rằng khả năng nhiễm trùng thấp hơn. Tuy nhiên, các chợ theo hình thái cổ điển như ta thường thấy ở Việt Nam vẫn hoạt động được. Theo KCDC, giáo phái Shincheonji có 9.336 thành viên tại chi nhánh Daeju. Đến nay, 1.848 người đã được xét nghiệm và 833 trường hợp nhiễm coronavirus đã được tìm thấy. 7.488 thành viên còn lại sẽ được xét nghiệm trong những ngày tới. Một cựu thành viên của giáo phái Shincheonji cho biết khả năng lây lan trong các buổi sinh hoạt là rất cao. Giáo phái này từng tập trung rất đông các thành viên trong các hội trường lớn để học hỏi và ca hát. Các thành viên khi hát thường vòng tay quàng vai nhau và có các cử chỉ tiếp xúc thân mật thể lý khác
nên rất dễ lây bệnh. Tại Hoa Lục, tính đến 10 giờ sáng thứ Năm 27 tháng 2, số người chết vì coronavirus hay COVID-19 đã tăng lên đến 2.744 người và số người nhiễm bệnh lên đến 78.500 người. Như thế, trong ngày thứ Tư đã có thêm 29 người bị thiệt mạng và thêm 433 người được xác nhận là đã nhiễm bệnh.